Xích Long Châu, tác giả Cổ Long, người đọc Cao Minh Tâm. Lưu Ngọc Bội chậm chậm lùi từng bước, ánh mắt phẫn nộ thị xạ nhìn vào từng nhân vật đang có thái độ dồn ép nàng. Nàng xòa động hai bàn tay và chập chờn khoa khoa ở trước mặt. Gia phụ đã chết rồi, gia mẫu cũng chẳng còn, đến ấu đệ dù chỉ là một đứa bé vô tội vẫn không được chư vị buông tha. Nếu chư vị vẫn cứ tiếp tục dồn ép Lưu Ngọc Bội này thì đừng trách tiểu nữ vì chi trì sinh mạng buộc phải thi triển tuyệt kỹ tối hậu của gia sư là ngũ chỉ bà bà. Lão Bàn Khiêm bừng bừng lửa giận nói: lời hăm dọa đó nếu do đích thân ngũ chỉ bà bà nói ra thì khả dĩ bọn ta có thể tin được, chứ bản thân của người có tư cách gì, có bản lãnh gì để bảo là đã luyện qua phi chỉ đoạt mệnh công phu. Tốt hơn hết, nếu người muốn toàn mạng, hãy ngoan ngoãn giao nộp bí phổ bách cầm cho bọn ta, đồng thời giao hoàng bí kiếp niềm hoa chỉ cho Thiếu Lâm phái, thế nào hả? Lưu Ngọc Bội vẫn bước tiếp lùi về sau, và nàng dường như không hề biết, ở phía sau nàng độ hai trượng, đã là một miệng vực đen ngòm. Rất có thể sẽ là nơi nàng tán thân, nếu như nàng cứ tiếp tục lùi. Nàng càng khoa nhanh hơn đôi bàn tay đang xòe rộng của nàng, và nói: phi chỉ đoạt mệnh chỉ là cách gọi khác của tuyệt kỹ thiên địa đồng thọ của gia sư. Nếu đích thân bàn chướng môn không tin, sao bàn chướng môn lại không thử tiến lên để xem lời của tiểu nữ là đúng hay là sai? Bàn Khiêm vờ như không nghe Lưu Ngọc Bội nói câu này. Lão quay đầu nhìn ra phía sau và hất hàm hỏi ngộ nhân Phương Trượng: Phương Trượng nghĩ như thế nào? Liệu có đúng hay không nếu bổn chưởng môn vì muốn đòi lại tuyệt kỹ của quý phái Thiếu Lâm mà có hành động gần như là chảm thảo trừ căn quá ư là độc ác này? Ngộ nhân Phương Trượng khẽ cúi đầu nói: A-di-đà-phật, bần tăng vốn là kẻ xuất gia, đương nhiên phải tuân thủ giữ đức hiếu sinh như lời của Phật Tổ răn dạy. Huống chi qua thân thủ của Lưu tiểu thư nãy giờ, thiện nghĩ sở học của Lưu tiểu thư có thể nói là đã học hết chân truyền của ngũ chỉ bà bà. Chỉ e bàn chướng môn dù muốn cũng không thể bắt ép Lưu tiểu thư giao nạp ra bí kíp. Bị ngộ nhân đại sư nói khích, Bàn Khiêm giận dữ bật tung người lao thật nhanh về phía của Lưu Ngọc Bội, nói: nhưng mà Lưu ả lại, tức là Lưu đại họa về sau, bàn mổ không tin ả có đủ bản lĩnh đương đầu với. Chợt có một ngọn kình từ một phía đẩy chết vào lão Bàn. Dừng lại, sao bàn tiền bối nới tuyệt tình dùng kẻ cô thế vào tử địa? Bị ngọn kình bất ngờ ngăn cản, Bàn Khiêm phẫn nộ đảo người quay lại. Tưởng ai, hóa ra là gia cát tiền tử. Có phải tiền tử vì vẫn còn nặng lòng với Lưu Khánh Hà nên đã cố tình bênh che cho nghiệt chủng Lưu gia? Gia cát đại mỹ chợt đỏ mặt, nửa ngượng ngùng nửa giận dữ nói: những lời nhảm nhí này lại có thể thốt ra từ miệng của bàn lão được hay sao? Vậy lão đừng trách bổn cung chủ vô tình. Đỡ! Bàn Khiêm cười đắc ý. Muốn động thủ sao? Càng tốt, bởi lão phu vốn lâu nay vẫn bắt phục cái gọi là tam gia phái đệ nhất võ lâm. Này quả là dịp để cho lão phu xin lãnh giáo tuyệt học. Đỡ! Đoàn Mẫn Chung như quá hiểu lão Bàn Khiêm sao lại cười đắc ý, y bảo: bàn tiền bối sao lại dễ dàng bỏ gốc lấy ngọn chứ? Hóa ra bàn tiền bối không muốn hỏi gì đến bí kíp bách cầm nữa, hay là bàn tiền bối vẫn ngấm ngầm khiếp sợ vì chỉ đoạt mệnh của ngũ chỉ bà bà? Nếu là vậy thì tại hạ xin phép ra tay, chỉ mong sau này bàn tiền bối đừng trách tại hạ vì quá lỗ mãng nên có hành vi vượt quá phận. Lưu tiểu thư, đỡ!
Y liền lao đến chỗ thế cho Bàn Khiêm và quật một kình đầy uy lực vào Lưu Ngọc Bội. Lưu Ngọc Bội nãy giờ vẫn chậm chậm bước lùi, và đến lúc này, khi phát hiện ngọn kình của Đoàn Mẫn Chung là thật sự lợi hại, nàng lập tức co chân nhảy lùi về phía sau. Đến khi chính bản thân của Lưu Ngọc Bội có cảm giác đất ở dưới chân như không còn nữa, thì nàng cùng một lúc có hai tiếng hô hoán vang lên khá là chậm so với hành động của nàng. Tiếng hô hoán đầu tiên là của Gia Cát Đại Mỹ, cung chủ của Bách Hoa Cung phát ra. Lưu Ngọc Bội, cẩn thận, đừng tự nhảy vào vực sâu. Và tiếng hô hoán thứ hai thì được xuất phát từ phía bên kia bờ vực. Tiếng đó kêu lên trong tâm trạng bàng hoàng. Dừng lại đi, tỷ tỷ, hả? Đệ quay về muộn thế sao? Tỷ, nếu tỷ chết thì đệ cũng xin nguyện chết theo tỷ. Lúc này mọi người hầu như đều chững lại, ngỡ ngàng nhìn thân hình của Lưu Ngọc Bội dần dần biến mất tâm vào miệng vực đen ngòm. Cũng xảy ra như thế, từ bờ vực ở bên kia cũng có một bóng nhân ảnh tự tung người nhào xuống vực, như quyết chết theo Lưu Ngọc Bội, vừa đúng với tiếng kêu bàng hoàng mọi người vừa nghe. Đoàn Mẫn Chung vụt chép miệng nói: "Vậy là hết rồi, Lưu gia vậy là không còn bất kỳ ai nữa, đến đệ tử duy nhất của lão thất phụ Lưu Khánh Hà là Hà Thái Hoài cũng đã tự lao mình vào tử địa." Tôn Nghi Phụng giật mình, vội chạy đến và khom người nhìn vào miệng vực đen ngòm, nói: "Đoàn Mẫn Chung, ngươi vừa nhắc đến Hà Thái Hoài sao? Phải chăng là tiểu tử có diện mạo xấu xa năm trước đã được lão tặc Lưu nhặt về, thu nhận làm truyền nhân độc nhất của lão?" Đoàn Mẫn Chung gật đầu. "Chính là hắn, cũng bởi hắn có diện mạo xấu xa, nên bấy lâu nay lão tặc Lưu luôn bảo hắn phải tự tìm chỗ ẩn, kẻo sự xuất hiện của hắn sẽ làm cho nhiều người kinh hoàng. Hắn chết như thế đỡ cho chúng ta khỏi phải lo hậu họa về sau." Bàn Khiêm cười khẩy nói: "Ngỡ là ai, chỉ là một tiểu oa nhi chưa đến tuổi thành nhân. Ta chỉ muốn hắn còn sống để tra hỏi, biết đâu hắn sẽ biết được nơi Lưu Khánh Hà cất giữ bí kíp." Đoàn Mẫn Chung cười nụ, đưa tay chỉ xuống đáy vực. "Nếu vậy thì sao bàn trưởng môn không thử một lần tìm xuống dưới đó? Cũng có thể hoặc là tiểu tử họ Hà, hoặc là nha đầu họ Lưu, nhờ may mắn mà toàn mãn thì sao?" Bàn Khiêm quắt mắt nhìn Đoàn Mẫn Chung, nói: "Người tuy có công cáo giác Lưu Khánh Hà là người của Đông Hải Môn, nhưng đừng nghĩ vì như thế mà ngươi có quyền vô lễ hoặc là châm chọc lão phu. Hay là ngươi nghĩ lưỡng nghi công phu gì đó của ngươi là lợi hại hơn cả độc tuyết phi chảo của lão phu?" Đoàn Mẫn Chung chợt há miệng cười vang: "Giang hồ thất phái, tam gia đệ nhất bang. Trong đó không lấy nửa lời đề cập đến Ngọa Long Bổn Cốc, rồi sẽ có một ngày đích thần mổ sẽ xin lĩnh giáo tuyệt học của từng người trong chư vị, để thử xem cầu cà đó có đổi thành nhất cốc nhất bang nhị gia phái và giang hồ thất đại phái hay không. Còn bây giờ, xin hẹn gặp lại." Vừa cười vang, Đoàn Mẫn Chung vừa cố tình bật thẳng người lên cao thật cao, khiến cho thân hình cứ như là quả pháo thăng thiên. Sau đó, với một lượt lăn không chuyển mình, Đoàn Mẫn Chung ung dung lao qua đầu của mọi người, phi thân mất dạng, chỉ để lại chàng cười dài đầy ngông cuồng. Gia Cát Đại Mỹ càng nhìn theo Đoàn Mẫn Chung thì càng tái sắc. Sau cùng, Gia Cát cung chủ chợt chép miệng than lên: "Lưỡng nghi du ảnh, đây chẳng phải là cảnh giới thượng thừa của công phu lưỡng nghi, cứ ngỡ là đã thất truyền từ lâu rồi sao? Hề, việc Ngọa Long Cốc sẽ đứng đầu võ lâm có lẽ sẽ là điều không tránh khỏi." Có tiếng niệm Phật vang lên tiếp nối lời của Gia Cát Đại Mỹ: "Vô lượng thọ Phật, lưỡng nghi và thái cực vốn là hai công phu có cùng xuất xứ. Lời của tiên tử vừa cảnh báo, bần đạo e sẽ không sai mấy,
so với thân thủ thực sự của cốc chủ cốc Ngọa Long ngay vào lúc này. Bàn Khiêm giật mình. Phương Thiện đạo trưởng như là muốn nói tiểu tử họ Đoàn quả thật đã luyện đến cảnh giới cuối cùng của công phu lưỡng nghi, nhị công là cương nhu cương hợp sao? Ngộ nhân Phương Trượng thở dài nói, hậu sinh khả úy, hậu sinh luôn luôn khả úy. Nếu thật sự Đoàn thí chủ đã luyện đến cảnh giới này, thì Ngọa Long Cốc sắp dương danh thiên hạ, chỉ là việc trong một sớm một chiều mà thôi. Đoạn Ngộ nhân Phương Trượng đưa mắt nhìn mọi người, nói, A-di-đà Phật, nếu tệ phái Thiếu Lâm và chư vị không muốn bị tuột hậu so với Ngọa Long Cốc, cũng là để đề phòng Đông Hải Môn tái nhập Trung Nguyên, gây họa như là 12 năm trước, sao chúng ta không kịp quay về Sơn Môn, kịp thời khổ luyện thêm công phu chấn môn. Tôn Nghi Phụng thở dài nói, liệu mọi người có can tâm bỏ đi ngay lúc này hay không? Nếu ai ai cũng phần nào tơ tưởng đến Xích Long Châu và Bí Phổ Bách Cầm chưa được tìm thấy. Lời của Tôn Nghi Phụng vừa dứt, liền có thanh âm chưa mấy hồi phục của Minh Chủ Võ Lâm từ Mã Vương từ xa xa vang đến. Xích Long Châu cũng như thi thể của khá nhiều đệ tử các phái đều đã bị hủy nát thành trăm nghìn mảnh vụn rồi còn đâu. Xem ra lần diễn biến này có thể sẽ khơi mào cho một cơn đại họa thật sự, ắt sẽ xảy đến cho Võ Lâm Trung Nguyên của chúng ta. Sao chư vị không mau mau làm theo lời chỉ điểm đúng lúc của Phương Trượng Thiếu Lâm? Mọi người nhìn về phía pháp thoại, lập tức thấy Tư Mã Vương và thật nhiều đệ tử của các môn phái đang buồn bã kéo đến. Và cứ qua đó thì biết, quả nhiên Xích Long Châu, dù có là báu vật hãn thế, thì qua biết bao lần bị quần hùng các phái tranh giành, lẽ đương nhiên, vật đó khó có thể nguyên vẹn. Chỉ khi bọn đệ tử của các phái đến gần hơn, thì mọi người mới nhìn rõ. Hầu như trên tay của người nào người nấy đều có cầm theo một mảnh nhỏ, vốn có xuất xứ từ Xích Long Châu. Xích Long Châu đã bị phá hủy. Lưu gia Trung Nguyên đệ tam cũng đã bị tiêu hủy. Một diễn biến thật là bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng của Võ Lâm, chỉ xảy ra chưa đầy một ngày, và vốn chính là ngày vui mừng của Lưu gia. Nhưng tất cả đều đã thay đổi. Lưu Ngọc Bội cố vùng vẫy, nàng muốn tránh thoát một vòng tay khỏe mạnh đang ôm và đỡ quanh thân của nàng. Và nàng đành phải dừng lại hành động đó khi nghe bên tai của nàng vang lên tiếng đề tỉnh. Tỷ tỷ đừng có làm như thế, đệ biết lỗi vì lỡ mạo phạm, nhưng mà tỷ đừng quên ở trên kia còn có rất nhiều người. Tỷ mà gây kinh động, họ nghe được, e rằng chúng ta sẽ nguy mất. Lưu Ngọc Bội cố phát thoại thật khẽ. Nhưng mà người cũng đừng có ôm ta cứng. Thứ nhất, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Thứ hai, ta cũng như ngươi, do vô tình chợp phải một sợi dây, không hiểu là do ai chăng sẵn ở dưới này. Ta đâu thể rời đến tận đáy vực. Việc gì người phải ôm cứng ta như thế, sợ ta không đủ lực để chi trì. Thanh âm nọ lại thì thào vào tai của Lưu Ngọc Bội. Có nghĩa là tỷ tỷ chưa nhìn vào sợi dây sao? Đệ đang sợ sợi dây do quá là mỏng manh, e khó mà chi trì nổi sức nặng của đệ và tỷ cùng một lúc đang đeo bám. Tỷ hãy ngước nhìn thử mà xem. Mà nhớ, tỷ đừng khinh suất cử động quá đột ngột, sợi dây sẽ đứt rời cho mà xem. Lưu Ngọc Bội bèn ngước nhìn sợi dây. Đó là một sợi dây không rõ đã được nhân vật nào chăn ngang, từ lúc nào. Và hiện giờ, do có hai người đeo bám cùng một lúc, nên sợi dây đã võng xuống, làm cho hai đầu dây cột ở hai bên miệng vực. Vì quá căng nên tạo cho Lưu Ngọc Bội cảm giác là sợi dây có thể bị đứt lìa bất cứ lúc nào. Nàng tái mặt. Chỉ tại người bỗng dưng lao theo ta. Nếu không có người, một mình ta đương nhiên sẽ tha hồ mà đeo bám. Đâu dễ gì mà làm cho sợi dây kia bị đứt lìa, là chuyện trước sau gì cũng sẽ xảy ra.
có tiếng chép miệng vang vào tai của nàng, nói: "Đệ chỉ lo cho tỷ thôi, nỡ nào bây giờ tỷ là trách ngược đệ. Mà bọn họ là ai? Sao họ lại quá độc ác, quyết dồn tỷ vào tử địa?" Nàng nghiến răng kèn két, nói: "Người không biết họ là giang hồ thất phái, tam gia nhất bang sao? Kể cả việc toàn bộ Lưu gia vừa bị họ thảm sát, người cũng không hay biết gì ư?" "Hả? Toàn bộ Lưu gia bị thảm sát sao? Ý của tỷ muốn nói sư phụ, sư nương và cả tiểu đệ đệ mới sinh nữa?" Lưu Ngọc Bội tái mặt, nói: "Ngươi dặn ta đừng cứ động mạnh, sao ngươi lại làm cho sợi dây tung chuyển như thế này chứ?" "Xin tỷ lượng thứ cho, chỉ vì đệ quá bàng hoàng khi nghe tỷ nói đến chuyện thảm sát. Sự thật là thế nào, tỷ?" Nàng thở ra nhẹ nhẹ, miệng đáp và mắt thì cứ dõi nhìn chầm chầm vào sợi dây. Là vật cứu tinh duy nhất lúc này của nàng, cũng là của gã sư đệ bất đắc dĩ, Hà Thái Hoài. "Hôm nay là ngày Lưu gia mừng ấu đệ của ta vừa tròn tháng, người cũng biết rồi chứ?" "Đệ biết, rồi sao nữa?" "Ngoài cái bang, không hiểu sao vẫn chưa thấy ai đến. Các nhân vật còn lại đều có mặt đông đủ, và họ bất ngờ bảo phụ thân của ta là người của Đông Hải Môn. Thế là chuyện thảm sát đã diễn ra." "Vô lý thiệt, sư phụ luôn xem Đông Hải Môn như là kẻ thù. Điều này đến đệ còn biết, huống chi là mọi người, trừ khi họ có bằng chứng nói lên điều ngược lại." Lưu Ngọc Bội thở dài, nói: "Bằng chứng là do cốc chủ Ngọa Long Cốc mang đến, đó là..." "Tỷ muốn ám chỉ Đoàn Mãn Chung sao? Kẻ từng bị sư phụ nghi ngờ là người lòng lan dạ sói, đang tâm hãm hại chính thân phụ để ung dung chiếm đoạt cương vị của một cốc chủ." Nàng kinh ngạc nói: "Ngươi cũng biết như thế sao? Là do phụ thân của ta nói cho ngươi?" "Đương nhiên rồi, vì ngoài sư phụ và sư nương ra, ở Lưu gia này còn có ai đối hoại đến đệ, vốn là một cô nhi, lại còn mang diện mạo quá ư là kỳ quái." Nàng cười gượng nói: "Ý ngươi cũng trách ta vô tình." "Đệ không có ý như thế, huống chi đệ thừa hiểu, một nữ nhân xinh đẹp như tỷ, dù muốn dù không, cũng phải có một chút nào đó khó chịu nếu bất ngờ trông thấy diện mạo của đệ. Mà thôi, bỏ chuyện đó qua đi, gã cốc chủ Ngọa Long Cốc đã mang đến bằng chứng như thế nào?" Nàng thuật lại tuần tự những gì đã xảy ra, và thi thoảng vẫn liếc nhìn sợi dây quá ư là mỏng manh. Và nàng vừa dứt lời, sư đệ của nàng là Hà Thái Hoài liền nói: "Nếu là vậy, đệ và tỷ không thể mãi đeo bám như thế này được, thù nhân có thể đến bất cứ lúc nào." Nàng nghi ngại nói: "Sao người lại nghĩ như thế?" "Vì sợi dây này đâu phải là ngẫu nhiên được ai đó chăng sẵn ở đây đâu, chỉ cách miệng vực chưa đến 20 trượng, và lại cách đáy vực đến 100 trượng có dư, và người nào có hành vi này nhất định phải có ý đồ mờ ám. Tỷ không nghĩ như thế hay sao?" Nàng lo lắng đảo mắt nhìn cả hai đầu dây với cái nhìn lo ngại, sợ địch nhân sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu ở hai bên đầu dây. "Người bảo thoát là thoát bằng cách nào?" "Tỷ hãy nhìn đầu dây bên tả, phía dưới đó chẳng phải là có một động khẩu là gì?" Nàng gật đầu, nói: "Ta thấy rồi, nhưng mà liệu ta và ngươi được yên ổn nấp vào đó bao lâu đây? Ngươi tưởng đối phương không đủ thông tuệ để chui vào đó tìm ta và ngươi sao?" "Đệ chỉ nghĩ chạy đến đâu hay đến đó thôi, còn hơn cứ đeo bám mãi chỗ này chờ chết." Nàng lại gật đầu. "Ngươi định di chuyển theo sợi dây để đến tận chỗ đó sao?" "Di chuyển để làm gì? Nếu mà tỷ và đệ vừa cứ động sẽ làm cho sợi dây đứt lìa, chi bằng chúng ta cứ bước ngang sợi dây ngay chỗ này, sau đó với đầu dây đã bám sẵn, chúng ta vẫn có thể ung dung leo ngược lên đến chỗ có động khẩu. Tuy cách này có phần mạo hiểm, nhưng mà vẫn có lợi là nếu đối phương xuất hiện ở bờ bên kia sẽ vô phương để tiếp tục đuổi theo chúng ta."
Nàng cười lạc, nói: "Ngộ nhỡ đối phương xuất hiện ở ngay bên bờ vực bên này thì sao? Cách của người có khác nào là tự đưa thịt vào miệng hụm?" "Nhưng mà tỷ không thể biết đối phương xuất hiện từ phía nào mà, có đúng không? Vậy tỷ còn chần chờ gì nữa? Nếu tin rằng với cách của đại, chúng ta kể như đã loại bỏ đúng một nửa mối nguy hiểm rồi, còn hơn là cứ để cho sợi dây khiến cho nguyên vẹn bao nhiêu mối nguy hiểm đều đổ dồn vào chúng ta." Nàng lại gật đầu, nói: "Nghĩ như người cũng phải, ta có mang sẵn một thanh liễu đao, để ta dùng nó cắt bỏ sợi dây như người vừa nói." "Ấy, đừng! Trừ phi tỷ muốn lưu lại dấu vết cho ai đó biết cả tỷ và đệ đều còn sống. Hay hơn hết là cứ để sợi dây làm như là bị đứt một cách ngẫu nhiên. Rất có thể họ sẽ đoán tỷ và đệ vì đều bám quá mạnh vào sợi dây, nên khi đứt cả hai ta đều tiếp tục rơi xuống đáy vực. Tỷ nghĩ sao?" Nàng chép miệng, nói: "Tùy ngươi vậy, ta chỉ biết giao phó sinh mạng ta cho ngươi." Có tiếng cười hì hì vào tai nàng, nói: "Là tỷ nói đó nha, chứ đệ vẫn luôn nghĩ tỷ vừa lớn tuổi hơn đệ, vừa được ngũ chỉ bà truyền thụ toàn bộ công phu. Đương nhiên, tỷ luôn nghĩ ngợi sâu xa và có bản lĩnh cao minh hơn đệ. Đệ nào dám so bì với tỷ? Bất quá, đệ chỉ biết tuân mệnh lệnh của tỷ thôi. Còn bây giờ, tỷ chuẩn bị, đệ sẽ vận lực bứt sợi dây này." Dứt lời thì phật. Sợi dây bị đứt ngang, và thật không may, Lưu Ngọc Bội và sư đệ bất đắc dĩ của nàng lại không được nằm chung cùng một phần sợi dây ở một phía. Lưu Ngọc Bội nắm phần sợi dây ở mé tả, còn gã kia thì ở phần ngược lại. Tuy nhiên khi thân hình của Lưu Ngọc Bội chưa kịp cùng sợi dây ở phía bên tả bật tung đi bao xa, thì tay của nàng nghe những tiếng kêu đứt đoạn. "Hả? Nguy rồi, không khéo đệ lao theo không kịp mất, tỷ hay mau vươn hết tay về bên đệ nào." Nàng quay mặt nhìn lại ở phía sau và bồi hồi lo sợ khi phát hiện gã sư đệ bắt đắc dĩ của nàng đã có hành vi quá ư là mạo hiểm, là dám buông bỏ đầu dây ở phía bên kia để cố thi triển khinh thần pháp lao về phía nàng. Nàng thất kinh khi cố vươn tay ra dài thật dài, nhưng có cảm tưởng không thể nào chạm đến tay cũng đang cố vươn tới của gã sư đệ. "Sao ngươi liều lĩnh như vậy chứ? Ta không thể chạm đến ngươi, làm sao bây giờ đây?" Nói thì chậm, nhưng diễn biến xảy ra lại là quá nhanh. Có thể hiểu là việc chỉ xảy ra trong vòng một hoặc hai ba lượt chớp mắt mà thôi. Đó là lúc Lưu Ngọc Bội vừa dứt lời liền cảm nhận có một sức nặng chợt đeo bám và chì kéo ngay vào phần chân bên tả của chính nàng. Nàng định đưa mắt nhìn xuống thì vút. Sức nặng đó lập tức rời khỏi chân của nàng, và cũng lập tức nàng nhìn thấy bóng nhân ảnh mờ ảo vụt đi để liền ngay sau đó. Cái bóng đó đã đeo bám thật vững chãi vào vách đá ở phía bên tả vực. Cũng nhanh như thế, đến lượt thân hình của nàng theo đà sợi dây đứt tung sắp sửa va mạnh vào vách đá ở phía đó. Nàng liền hít vào một hơi thật đầy, chờ sẵn sự va chạm chắc chắn phải xảy đến. Bình! Dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng lực va vào vẫn làm nàng tuột khỏi sợi dây. Nàng rơi xuống. Thật là kịp lúc, một vòng tay khỏe mạnh liền ôm cứng ngang thân của nàng. "Ổn rồi, may mà đệ vừa đang bấu đúng vào nơi thật là vững." "Hả?" Máu đá nơi gã sư đệ nàng vừa bấu cũng là nơi nàng vì quá cấp bách ngay khi được ứng cứu cũng đã bấu vào. Sức nặng của hai người cùng đeo bám đã làm cho máu đá lông ra, ly khai khỏi vách đá. Kết quả là cả hai cùng rơi xuống phía dưới. Theo bản năng, nàng dụng lực vùng vẫy như không muốn bản thân do bị gã sư đệ ôm cứng nên không thể có những phản ứng thoát hiểm cần thiết. Đúng lúc này, nàng nghe gã sư đệ hét vào tai: "Đừng vùng vẫy nữa, hãy mau đưa hết chân khí lên thượng bàn, đệ không để tỷ rơi xuống đâu mà lo."
Lên! Tiếng thét của gã thật là thần hiệu, làm cho thân hình của nàng cảm thấy lần lần, nhẹ như nàng đang cởi gió để bay ngược lên trên. Và cùng với cảm giác này, nàng chợt nhìn thấy lối chui vào của động khẩu ở phía vách đá, cũng vừa loang loáng xuất hiện ngay bên cạnh. Nàng lập tức chuyển mình, lăng không đạp bộ, chui tọt vào trong động khẩu. Theo sau của nàng, gã sư đệ bất đắc dĩ cũng chui vào. Gã chút ra hơi thở vào nhẹ nhõm. Quả là họa vô đơn chí mà, nếu đệ không luyện đến tinh thông bách cầm thân pháp, có lẽ cả hai ta lúc này đã tàn sát ở dưới đáy vực rồi. Nàng quay mặt nhìn gã, nói: Phụ thân đã truyền cho ngươi thần pháp bách cầm sao? Sau cơn hoảng hốt, khuôn mặt của gã dần trở lại màu vàng bệch xấu xa như từ thuở nào vẫn có. Gã đáp: Đệ không có đủ tư chất để luyện các loại công phu đã thành danh của sư phụ. Vì thế, tuy miễn cưỡng, nhưng sư phụ đành thuận ý cho đệ luyện bách cầm công phu. Cũng là may thật, đệ nhờ công phu này nên mới dám liều lĩnh bỏ sợi dây ở bên kia để lao theo tỷ qua phía bên này. Sau đó cũng nhờ công phu bách cầm nên đệ chỉ cần mượn tạm một chân của tỷ để lấy đà. Và thế là đệ an toàn bám vào vách đá. Và cuối cùng là... Nàng bàng hoàng ngắt lời của gã. Cuối cùng cũng là nhờ bách cầm thân pháp nên người mới mạo muội ném ngược ta lên trên, để sau đó tự một mình mượn lực để ném và lao đuổi theo ta. Gã kinh ngạc nói: Như sư phụ bảo, tỷ chưa bao giờ luyện qua bách cầm thân pháp, cớ sao tỷ là am hiểu khá nhiều về những cử động linh hoạt chỉ có trong bách cầm thân pháp. Nàng mắng gã, nói: Người quên rằng tiến vẫn hằng ngày nhìn thấy phụ thân của ta gắng công khổ luyện bách cầm thân pháp sao? Cho dù ta không luyện, cho dù môn quy khắc khe, thì chí ít ta cũng biết thân pháp đó lợi hại như thế nào chứ. Gã chợt cười buồn, nói: Nhắc đến sư phụ để cảm thấy thật là nao lòng. Sư phụ giờ đã mất rồi, chỉ còn lại tỷ và sư đệ, xem ra hai chúng ta sức đơn lực bạc, e khó lòng mà báo thù cho sư phụ. Lưu Ngọc Bội nghiến răng căm phẫn, nói: Sao ngươi chưa gì đã vội nhục chí? Có phải ngươi sợ uổng mạng nếu cứ như thế này mà tìm đến từng thù nhân để báo thù cho thân phụ ta? Gã gật đầu, nói: Càng nghĩ đệ càng sợ, như chuyện lúc nãy chẳng hạn, nếu đệ vì lo cho tỷ mà rơi luôn vào đáy vực thì sao đây? Lưu Ngọc Bội khinh thị nhìn gã, nói: Phụ thân của ta thật là phí công khi thu nhận ngươi làm truyền nhân, đến mối thù của sư phụ mà ngươi cũng sợ, không dám báo phục. Liệu ngươi có đáng là truyền nhân của thiên hạ Thủ Đại Lượng Lưu Khánh Hà hay không? Gã thở dài, nói: Tỷ hiểu sai ý của đệ rồi, là đệ muốn nói vì đệ không biết Lưu gia gặp cảnh thảm sát nên thoạt nhìn thấy tỷ rơi xuống vực, đệ mới liều lĩnh lao theo, bằng không thì... Lưu Ngọc Bội phẫn nộ nhìn gã, nói: Người càng nói càng tỏ ra là con người bội bạc. Ý người nói, người sẽ bỏ mặc ta nếu như biết rằng phụ mẫu của ta đều đã bị thù nhân sát hại. Gã thản nhiên gật đầu, nói: Tuy chẳng phải là bỏ mặc, nhưng mà trước tiên đệ phải cân nhắc. Giả như cứu được tỷ mà mạng của đệ chẳng còn, đệ sẽ không ngại chuyện liều thân. Ngược lại, nếu hành vi của đệ cuối cùng vẫn là cùng chết với tỷ, thì đệ đâu ngu dại để liều lĩnh. Đệ muốn nói là chí ít cũng phải có một người trong hai ta toàn mạng, có như thế mới mong còn có người ở sau này lờ báo thù cho Lưu gia. Đệ nghĩ thế nào thì nói như thế đó thôi, mong tỷ hiểu cho. Nàng cười lạc, nói: Người chỉ giỏi tài ngụy biện, sao lúc nãy ngươi bảo người lo sợ khi nghĩ đến việc báo thù? Gã trầm ngâm, khiến gương mặt của gã đá vàng bệch, lại càng thêm nghệch ra, trông thật là xấu xa quá sức tưởng tượng. Đương nhiên là đệ phải sợ, nếu biết rằng bản thân rồi sẽ phải đối đầu với hầu hết võ lâm trung nguyên,
trong khi bao nhiêu sở học của sư phụ, đệ thì chỉ luyện được có bách cầm thân pháp, còn tỷ thì do câu nữ sanh ngoại tộc, nên không hề được sư phụ chân truyền. Thử hỏi đệ và tỷ làm sao mà đảm đương nổi? Nàng long mắt lên phẫn uất, nói: Ngươi đừng quên, ta đã được truyền thụ hết chân truyền của gia sư là ngũ chỉ bà, và trong ngũ kỳ nhân ngũ tuyệt. Chỉ pháp thì có ta, thân pháp thì có ngươi, nếu hai ta hợp lại, cũng có nghĩa là nhị kỳ nhị tuyệt cùng hợp lại, lo gì mà không báo được thù. Gã ngước mặt ngơ ngác nhìn Lưu Ngọc Bội, nói: Ý của tỷ, ngay bây giờ phải chạy đến chỗ ẩn vật của lệnh sư, kêu cầu lệnh sư xuất thế để giúp chúng ta báo thù sao? Nàng thường người ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói: Ý của ngươi cũng là ý hay, chỉ sợ ngay bây giờ ta và ngươi khó lòng bỏ đi mà không bị đối phương phát hiện. Gã mỉm cười thần bí: Họ đi cả rồi, họ sẽ không phát hiện nếu chúng ta cứ tìm đường vắng mà đi thôi. Nàng kinh ngạc nói: Sao ngươi biết họ đã bỏ đi? Gã đáp: Lúc nãy tiếng của tỷ kêu quá lớn, đệ chỉ sợ họ nghe thấy và lập tức truy tìm. Nào ngờ từ nãy đến giờ vẫn không nghe bất kỳ động tĩnh nào, chứng tỏ họ đã bỏ đi từ rất lâu rồi. Nàng gật gù nhìn gã: Ngươi lập luận cũng đúng, và rốt cuộc ta thật không hiểu ngươi là một gã ngờ nghệch hay là quá thông tệ nên đã giả vờ ngờ nghệch đấy. Gã chỉ cười mà không đáp. Giữa Lưu Ngọc Bội và gã sư đệ Bất Đắc Dĩ không hiểu sao chợt có những trạng thái đối nghịch nhau, như lúc vừa leo lên khỏi miệng vực để cùng nhau đi theo những đoạn đường vắng vẻ. Gã sư đệ nếu lúc đó cứ tin tưởng rằng sẽ không bị ai phát hiện thì lúc này cứ luôn nơm nớp lo sợ. Trái lại Lưu Ngọc Bội nếu lúc đầu cứ lo sợ người phát hiện hành tung thì lúc này nàng lại vững tâm rằng sẽ không một ai phát hiện được nàng. Do đó, nàng càng lúc càng cáu bẩn khi cứ nghe gã sư đệ chốc chốc lại hỏi: Sao mà đệ luôn có cảm giác đang bị ai đó bám theo, tỷ không thấy như vậy sao? Nàng hít một hơi thật dài và từ từ dừng lại. Nàng bảo gã: Người thử nhìn quanh xem, đây là một nơi sơn đạo vắng vẻ, đến dấu chân của người từng đi qua đây cũng không hề có. Phía trước là một ngọn núi cắt ngang lối đi, hai bên tả hữu đều là thâm sơn cùng cốc. Có họa là thần tiên mới có thể bám sát theo chúng ta mà không bị chúng ta phát hiện trước. Nếu người vẫn chưa yên tâm, thì cứ thử hô hoán lên mà xem, liệu có ai có thể nghe được tiếng kêu của người không? Gã gật gù sau một lúc đưa mắt nhìn quanh, như là Lưu Ngọc Bội vừa mới bảo. Tuy vậy, gã vẫn bồn chồn ra mặt và nói: Tỷ nói như thế là đối với những nhân vật có bản lĩnh tầm thường, ngộ nhỡ kẻ ngấm ngầm bám theo chúng ta lại là cao thủ võ lâm thì sao đây? Người như họ đâu dễ gì mà bị chúng ta phát hiện được. Lưu Ngọc Bội bắt buộc phải đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó bảo: Người đã theo phụ thân của ta được 5 năm, có nghĩa là công phu của người đủ để phát hiện bất kỳ âm thanh khác lạ nào. Người nói xem, ở phía nào là có động tĩnh khác lạ, phía tả hay chăng? Thật là lạ. Lưu Ngọc Bội vừa dứt lời, thì chính ở bên phía tả, nơi có một lùm cây dày đặc, liền có âm thanh cất lên: Lưu tiểu thư quá không hổ danh là đệ tử đích truyền của ngũ chỉ bà, tại hạ đã bế kính hời mà vẫn bị Lưu tiểu thư phát hiện ra, bội phục bội phục. Nàng thất sắc quát lớn: Là kẻ nào? Có đảm lược thì hãy hiện thân ra đây. Lùm cây sao động và để lộ ra một nhân vật với toàn thân y phục đều rách rưới. Nhân vật đó phì cười, nói: Hóa ra Lưu tiểu thư nhờ tình cờ mà phát hiện đúng chỗ ẩn thân của tại hạ. Yên tâm đi, tại hạ chỉ là người được lệnh dò xét, xem Lưu tiểu thư sắp có hành động gì và tiểu thư sẽ đi về đâu, tuyệt đối không gây hại gì cho tiểu thư. Nàng lạnh lùng nhìn nhân vật nọ, nói: Các hạ là đệ tử của cái bang sao?
cho hỏi tại sao cái bang cố tình cho các hạ đi dò xét tiểu nữ. Phải chăng quý bang cũng vì bí phổ bách cầm hoặc là bí kiếp niêm hoa chỉ mà động tâm? Nhân vật nọ chỉ thừa nhận có một nửa. Qua dáng vẻ bề ngoài thì tại hạ còn là ai khác nếu không phải là đệ tử của cái bang? Còn phải động tâm vì bí kiếp sao? Mong tiểu thư bỏ lỗi cho. Đó là điều mãi đến sau cùng bổn bang mới tỏ ra quan tâm. Lưu Ngọc Bội lạnh giọng nói. Vậy điều gì khiến cho quý bang sai các hạ đi dò xét tiểu nữ? Nhân vật nọ đáp. Vì đại cục của võ lâm, vì muốn minh bạch xem Lưu gia thật sự có liên quan đến Đông Hải môn hay không. Nàng chợt thở phào, nói. Tưởng là chuyện gì, nếu chỉ là chuyện đó, thì cớ gì các hạ phải phí công bám theo, tiểu nữ có thể đáp thẳng cho các hạ một lời. Nhân vật nọ cũng thở phào, nói. Nếu được như vậy thì tốt, hy vọng lời đáp thật của tiểu thư sẽ giúp cho tại hạ dễ dàng quay lại hồi bẩm. Lưu Ngọc Bội chợt lìa mắt nhìn quanh, nói. Còn có ai đi theo các hạ chăng? Nhân vật nọ cười gượng, nói. Như tiểu huynh đệ đây vừa nói, bổn bang nếu phải cho người lẻn theo sau để dò xét tiểu thư, thì cũng cần chọn người có khinh thân pháp tương đối là lợi hại, miễn sao đừng để cho tiểu thư phát hiện. Do vậy mà bổn bang đâu thể phái thêm ai khác ngoài một mình tại hạ, vốn là được mệnh danh tiểu tri phong tìm tẩu. Lưu Ngọc Bội lẩm nhẩm nhắc lại ngoại hiệu kỳ lạ của nhân vật kia. Tiểu Chi Phong tìm tẩu sao? Có vẻ như các hạ có chỗ tự phụ về khinh công của mình. Tiểu Chi Phong tìm tẩu càng thêm ngượng ngùng, nói. Tại hạ nào dám, chỉ sợ làm bẩn tài của tiểu thư với ngoại hiệu quá là phô trương này. Lưu Ngọc Bội gật đầu, nói. Cũng có thể nói là phô trương. Trừ phi các hạ có bản lĩnh khinh công thật sự là lợi hại. Câu nói của nàng khiến cho nhân vật cái bang có phần hoang mang, nói. Ý của tiểu thư muốn nói. Lưu Ngọc Bội chợt quát thật to. Không sai, ta muốn nói các hạ nếu có bản lĩnh thì thử thoát một chiêu này xem sao, đỡ. Hoàn toàn bất ngờ, tiểu truy phong tìm tẩu liền cố gắng dịch lùi lại. Hy vọng thoát càng xa uy lực chưởng kình của Lưu Ngọc Bội càng tốt. Chỉ tiếc thần pháp của y, dù nhanh, vẫn không nhanh bằng một chưởng xuất kỳ bất ý của Lưu Ngọc Bội. Tiểu Chi Phong tìm tẩu, bị dư kình chấn lùi, và hai mắt của y vụt long lên phẫn nộ khi phát hiện Lưu Ngọc Bội vẫn đang hung hăng lướt đến. Nàng quát lớn. Hóa ra, cái bang cũng từ lâu có lòng đố kỵ với Lưu gia. Nhất định chuyện đã xảy ra cho Lưu gia, thế nào cũng có phần của cái bang, còn không máu nạp mãn, đỡ. Hành vi và lời nói của Lưu Ngọc Bội khiến cho gã sư đệ bất đắc dĩ của nàng cũng phát hoảng, gã hồ lớn. Hả, sao tỷ chưa gì đã đề quyết cái bang cũng là thù nhân của Lưu gia, mong tỷ cẩn trọng, đừng tạo thêm thù oán không cần thiết. Tiểu Truy Phong tìm tẩu thì gầm vang. Chính Lưu tiểu thư muốn kết thù, vậy thì đừng trách bổn bang phải ra mặt đối địch, xem đây. Y uốn cong nửa thân trên về phía sau, tạo thành tư thế thiết bản kiều, vừa ngoạn mục vừa lợi hại, đủ giúp cho y thoát khỏi ngọn kình của Lưu Ngọc Bội trong gang tấc. Bị hụt chiêu, bao nhiêu phẫn nộ sau thời gian dài dồn nén, liền được Lưu Ngọc Bội chút cả vào tiếng thét lanh lảnh. Thử thoát một chiêu nữa xem nào, đỡ. Hữu thủ của nàng vụt xòe rộng, sau đó vừa cong khoằm năm đầu ngón tay, nàng vừa chộp mạnh vào tâm thất của đối phương. Tiểu Chi Phong tìm tẩu, chưa kịp đứng bật người trở lại, phải vội chùi người ra phía hậu, với hai chân đạp thoăn thoắt xuống nền đất, và vừa la toán lên. Ngũ chỉ phi kình sao, Lưu tiểu thư? Nhất quyết là muốn đoạt mạng của tại hạ. Đối phương nhờ đẩy mạnh liên tiếp hai chân, nên càng thoái hậu bao nhiêu thì Lưu Ngọc Bội càng hậm hực, lướt áp đến và đuổi theo bấy nhiêu. Trong khi đó,
tuyệt chiêu ngũ chỉ phi kình vẫn cứ lơ lửng cách vùng tâm thất của đối phương trong gang tấc. Nàng còn rít qua cả răng, siết chặt. Thử xem, các hạ còn lùi như thế được bao lâu mới có thể can tâm nạp mãn. Kẻ lùi, người đuổi, diễn biến lại diễn ra ở một nơi không phải là có địa thế bằng phẳng. Vì thế đó là lý do khiến cho gã sư đệ của Lưu Ngọc Bội ở bên ngoài, nhìn vào chợt kêu ầm lên. Đừng dồn đuổi nữa, không khéo cả hai vấp phải vào đá ở dưới chân kìa. Gã chỉ kịp kêu dứt lời, thì Tiểu Truy Phong tìm tẩu, liền vấp cả hai gót chân vào một mô đá, bất ngờ vô cao. Y liền khuỵu xuống. Đó chính là cơ hội cho ngũ chỉ phi kình của Lưu Ngọc Bội chộp thẳng vào tâm thất của kẻ thù. Nạp mãn! Nào ngờ cái vấp chân đó lại là cơ hội cho Tiểu Truy Phong tiềm tẩu có dịp thì triển khinh thần pháp lợi hại. Y đạp mạnh cả hai chân vào mô đá, nhân đó bật thoát người về phía hậu và thần tốc thoát khỏi chiêu ngũ chỉ phi kình của Lưu Ngọc Bội, chỉ để cho nàng cào năm ngón tay vào phần y phục vốn đã rách nát của y. Không ngờ đối phương lại có thể thoát được. Lưu Ngọc Bội phẫn nộ, chồm người và cũng cố vươn luôn ngũ chỉ phi kình về phía của đối phương. Thế nhưng, đến lượt Lưu Ngọc Bội vấp vào mô đá nọ, nàng ngã chồm về phía trước. Thật là nhanh, gã sư đệ bắt đắc dĩ đã kịp thời xuất hiện, đưa một tay nắm lấy tay của nàng. Sau đó, gã vừa lôi nàng chạy, vừa bảo một cách khẩn trương. Chạy nào tí. Lưu Ngọc Bội cưỡng lại và quay qua mắng gã. Sao ngươi lại bảo ta chạy? Y là kẻ thù, ta phải... Nhưng gã vẫn lôi nàng đi. Lần này bằng khinh thân pháp bách cầm nàng từng biết, gã còn nói như rót vào tai của nàng. Nếu y thật sự là kẻ thù, thì kẻ thù sẽ đến nhiều hơn. Vì đệ vừa thấy y đặt một ống trúc nhỏ ở trên môi, nhất định là vật dùng để báo tin cho đồng bọn của y kéo đến. Đúng lúc này, chính Lưu Ngọc Bội cũng nghe chuỗi âm thanh ra rã như tiếng côn trùng kêu mỗi khi chiều tối sắp về. Chỉ tiếc, vào thời điểm này ở trong ngày, hãy còn là lâu lắm mới đến lúc chiều tối. Có nghĩa là chuỗi âm thanh nọ không phải là tiếng côn trùng, mà là tiếng còi cầu viện như gã sư đệ của nàng vừa nhận định. Vậy là nàng phải chạy, không cần gã sư đệ lôi kéo nữa. Cả hai chạy mãi, cho đến lúc bầu trời hầu như đã chập choạng, làm cho cảnh núi rừng thêm tối sẫm, khiến mục quang của cả hai dễ dàng lầm lẫn, càng khó phân biệt lối đi. Gã cũng dừng lại theo nàng, và gã hỏi. Tỷ định nghỉ qua đêm ở đây sao? Cảnh hoang vắng này không làm cho tỷ lo lắng. Lưu Ngọc Bội khinh khỉnh nhìn gã, nói. Sao ta phải lo lắng chứ? Trừ phi chính người tùy mang thân phận nam nhi, nhưng lại nhát đảm và sợ cảnh hoang vắng này. Gã rùng vai, đảo mắt nhìn quanh, nói. Đệ chỉ sợ cái bọn cái bang vẫn gắng sức mà đuổi theo. Và nếu chưa gì tỷ đã dừng lại như thế này, có thể chúng ta đang rơi vào chỗ của họ đang mai phục. Lưu Ngọc Bội cũng quét mắt nhìn khắp lượt, sau đó hít một hơi vào thật sâu, nói. Người chỉ giỏi mường tượng hảo. Giờ thì thế này, nếu thật sự người không sợ cảnh hoang vắng, tạm thời người cứ ở đây chờ ta, ta sẽ quay lại ngay. Gã hốt hoảng nói, hả hả, tỷ định đi đâu? Thế mà người không hiểu là ta cần phải đi thám thính khắp lượt sao? Hơn nữa, không lẽ người không cảm thấy đói, sau một ngày đã cùng ta chạy cật lực khắp nơi? Chợt đổi giọng, nàng chấn an gã. Ngươi là nam nhi đại trượng phu, ngươi lo lắng cho sinh mạng ta, đó là điều ta thật sự cảm kích. Trái lại, vì ta là nữ nhân, nên ta cũng phải có bổn phận lo từng miếng ăn thức uống cho ngươi, đó là điều rất ư là công bằng. Ngươi không cảm thấy như thế sao? Lời của nàng khiến cho gã yên tâm dần. Đệ đã hiểu rồi, nhưng mà tỷ đi xin nhớ cẩn trọng, và đừng đi quá lâu khiến cho đệ phải lo lắng. Nàng đáp ứng. Được rồi, ta tự biết lo liệu mà. Thế nha,
ta sẽ quay lại thật nhanh nếu có thể. Hẹn gặp lại. Lưu Ngọc Bội thản nhiên bỏ đi, tạo cho gã sư đệ một cảm tưởng là nàng quả nhiên không hổ danh là ái nữ của vị chủ nhân Trung Nguyên Đệ Tam Phủ. Nàng rất là kiên cường, không chút e lệ như những nữ nhân khác. Và nàng thật là đáng là một bậc nữ lưu hào kiệt. Đồng thời việc báo thù rửa hận cho Lưu gia, chắc nàng sẽ cán đáng nổi. Nghĩ như thế, và xem đó là niềm khích lệ cho bản thân, gã cảm thấy yên tâm và sẵn sàng chờ Lưu Ngọc Bội quay lại. Chợt, soạt. Gã quay người, nhìn lại chỗ thật sự tối đen, nơi vừa đã phát ra tiếng động khẽ. Là tỷ đó sao? Sao tỷ không lên tiếng báo cho đệ biết trước là tỷ sắp quay lại? Đáp lời của gã là một bóng nhân ảnh vừa từ chỗ tối xuất hiện. Một nhân dáng hoàn toàn khác với nhân dáng thật sự của Lưu Ngọc Bội. Đã thế, khi lên tiếng, thanh âm của nhân vật ốm cao đó cũng khác với thanh âm trong trẻo của Lưu Ngọc Bội. Và câu hỏi dành cho gã là: ngươi là Hà Thái Hoài, một đệ tử chẳng ra đệ tử của gã thất phụ Lưu Khánh Hạ. Bỗng dưng gã tự bước lùi về phía sau một bước. Sau đó, như nghĩ đó là hành vi tự mình phơi bày sự nhát đảm cho đối phương thấy, gã bèn bước trở lại nguyên vị. Tôn giá là ai? Sao dám gọi gia sư một cách hỗn xược như vậy? Nhân vật ốm cao, vụt cười sùng sục ở trong miệng, nói: gọi lão Lưu là gia sư, vậy ngươi tự thú nhận ngươi là tiểu tạp chủng của Hà Thái Hoài. Gã nổi giận, nói: không được hàm hồ, bổn thiếu gia đây đường đường cũng là nhân sinh phụ mẫu như mọi người, và họ Hà của bổn thiếu gia cũng chính là bằng chứng. Nếu tôn giá dám bảo bổn thiếu gia đây là tiểu nghiệt chủng, thì chính tôn giá cũng là hạng tạp chủng tương tự. Gã nổi giận một, thì nhân vật ốm cao nọ lại nổi giận 10. Điều này được chứng tỏ qua tiếng gầm phẫn nộ của nhân vật đó. Ngươi thật sự hết muốn sống rồi, và lời vừa rồi của ngươi đã tự đào mộ cho ngươi. Nạp mạng mau! Như bóng cây cao chợt nghiêng phần ở trên xuống, nhân vật ốm cao bỗng quật thẳng một kình vào gã. Tuy không lường trước, đối phương chỉ sau một đôi lời phát thoại, chưa ngã ngủ vào đâu là đã phát kình, nhưng gã vẫn kịp dịch người tránh chiêu. Gã kêu lên: chưa gì đã động thủ rồi, sao tôn giá không nói rõ nguyên do? Nhân vật ốm cao bật rít lên: quả nhiên là bách cầm thân pháp, và đó chính là nguyên do khiến cho ta không thể không giết ngươi. Chúng! Không như vừa rồi, nhân vật ốm cao đã quật một kình từ trên xuống như thể muốn đè bẹp gã. Lần này đối phương vừa phát chiêu vừa rùng bộ, khiến cho chiêu trưởng cứ thần tốc mà lao thẳng vào vùng tâm thức của Hà Thái Hoài. Gã quắt mắt cố nhìn cho rõ phương vị phát chiêu và phạm vi uy lực của chiêu trưởng đang do đối phương quật ra. Sau đó gã bật bổng người lên cao. Và gã nghe tiếng đối phương cười đắc ý, nói: ngươi di chuyển thật là đúng ý của ta, vậy là chiêu này chắc chắn là phải trúng, xem đấy. Gã bị hất bay, đó là do đà nhảy lên của gã, cộng thêm vào là chưởng kình chấn mạnh vào đúng người của gã. Như cánh chim bằng sớt mồi, nhân vật ốm cao nọ nhẹ nhàng lao theo gã, vươn một tay chụp bổ vào đầu của gã. Ngươi thử thoát xem, với thần pháp bách cầm của ngươi, bằng không hãy ngoan ngoãn xuống cửu tiền mà gặp lão thất phụ họ Lưu, sư phụ xấu số của ngươi. Toàn thân đang chao đảo khí huyết, lại vẫn đang lơ lửng ở trên không. Cái chộp của đối phương tuy chưa chạm đến gã, nhưng tiếng rít vù vù của gió kình đang hiển hiện cũng đủ làm cho toàn thân của gã tê cứng. Đến thần chí của gã cũng tê dại đi phần nào. Và đó là dấu hiệu báo cho gã biết bọn phán quan thuộc hạ của lão Diêm Vương đã đến quá gần và đang chực chờ thu hồn của gã. Chợt, có một đám lá cây xào xạc quét qua người của gã. Thần chí của gã lại tỉnh
gã kêu thầm. Đây rồi, có cứu tinh rồi. Bất kể đám lá cây đó dày hoặc là thưa, bất kể nhánh cây nơi xuất phát đám lá cây là to hay nhỏ, ngay khi đám lá cây quét qua thân rồi chạm đến mặt, gã lập tức chộp cả hai tay vào đám lá, túm thật gọn vào hai lòng bàn tay nắm chặt, và gã bật thét lên. Đi thôi! Mục lực của nhân vật nọ cũng thật là lợi hại. Do thấy cử chỉ của Hà Thái Hoài, đối phương cũng quát đúng vào lúc Hà Thái Hoài vừa thét. Ngươi muốn chạy sao? Đâu có dễ! Và bàn tay đang chộp đến của đối phương liền chạm khẽ vào lược da đầu của Hà Thái Hoài. Tuy nhiên, đối phương đã đoán sai ý đồ của Hà Thái Hoài. Gã nắm chặt vào đám lá cây không phải là nương đà lao đi, mà để lao thốc ngược về phía sau. Vì thế, soạt! Đầu của Hà Thái Hoài nhanh tóc trượt qua bàn tay đang chộp vào phần y phục ở trước ngực của gã. Y phục của gã rách toang, đổi lại, do đầu của gã thốc ngược quá mạnh nên lao đúng vào ngực của đối phương. Bùng! Đối phương loạn choạng rơi xuống, miệng thì lầm bầm rủa. Tiểu súc sinh khốn kiếp, ta! Đà bay ngược của Hà Thái Hoài đến đây chưa phải là hết. Lúc phần đầu và phần thân của gã đã lao ngược qua ngay trên đầu của đối phương, thì đến lượt hai chân của gã lao qua. Vậy là cả hai gót chân của Hà Thái Hoài liền tiếp tục nện mạnh vào mặt của đối phương. Bập bập. Đó là nguyên do khiến cho đối phương đang há miệng rủa mà thóa mạ phải ngừng bặt giữa chừng. Trong khi đó, Hà Thái Hoài cũng bị lực ở hai chân chạm vào mặt của đối phương, làm cho đà bay ngược, khựng lại, đến lượt gã rơi xuống. Hụt! Thân thủ của đối phương nhanh vô tưởng, Hà Thái Hoài vừa rơi xuống, liền mơ hồ nhìn thấy đối phương quay phắt lại và quật bổ vào Hà Thái Hoài một kình tận lực. Lần này đố người mà thoát được, đỡ! Đây là diễn biến từng xảy ra cho Tiểu Chi Phong Tìm Tẩu, lúc bị Lưu Ngọc Bội bức dồn. Hà Thái Hoài vì kịp nhớ lại nên nhanh nhẹn đạp mạnh cả hai chân vào nền đất, giúp cho thân hình của gã thần tốc chùi ngược lên trên, tránh thoát được chưởng kình nọ ở trong gang tấc. Chưởng quật vào nền đất tạo ra dư kình, làm cho Hà Thái Hoài đang chùi ngược càng chùi nhanh hơn. Đó là một cơ hội hiếm có. Hà Thái Hoài liền nhân đó mượn lực làm đà, bật ngược thân hình lên cao, sau đó khẩn trương lao vào những lùm tối mất dạng. Và đương nhiên, chỉ còn lại một mình nhân vật ốm cao nọ đang ngơ ngác. Hả? Tên tiểu tử nhanh đến như thế sao? Thật là... Vụt đổi giọng. Nhân vật nọ quát ầm lên. Tiếng quát làm cho cả núi rừng sao động. Ngươi chạy đi đâu, tên tiểu quỷ? Tiểu tạp chủng hèn hả? Ngươi đừng mong chạy thoát tay của ta. Ngươi đang ở đâu? Mau lên tiếng đi. Trong khi đó, Hà Thái Hoài tuy vẫn tiếp tục tháo chạy, nhưng gã vẫn cố chạy thật là êm, chạy xuyên qua xuyên lại giữa những thân cây rừng, và hễ cần thì gã liền ẩn mình vào giữa những bụi lùm tình cờ xuất hiện ở bên cạnh. Đang chạy, gã bỗng giật thoát mình và sắp sửa va vào một bóng đen cũng đang lồm khồm di chuyển như gã. Chính bóng đen nọ cũng giật mình tương tự, đến phải buộc miệng nói: "Ngươi lạ." Thật nhanh, gã chồm đến, vừa dùng tay bịt vào miệng của bóng đen nọ, vừa thì thào vào tai của bóng đen: "Là đệ đây, tỷ đừng gây kinh động, chạy theo đệ nào." Và gã lôi bóng đen nọ chạy đi, vẫn bằng cái cung cách chạy nhẹ nhàng như nãy giờ. Bóng đen nọ buộc phải chạy theo, vừa chạy vừa lên tiếng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Ta nghe như có tiếng người quát tháo, cớ sao ngươi lại lôi ta bỏ chạy?" Gã xuệt xuệt liên hồi nói: "Đã bảo là tỷ đừng có gây kinh động mà, người quát tháo là người định hạ sát đệ, nhưng mà ngay lúc này không phải là đệ sợ người đó,
mà là sợ bọn cái bang vì nghe động thế nào cũng sẽ khẩn trương truy tìm chúng ta. Tỷ còn phải chạy nhanh lên mới được. Chạy được một lúc, với cảm nhận bóng đen nọ như không muốn tiếp tục chạy nữa, gã ngừng lại, nói. Xét lại, dường như đệ không có nhiều dũng lược bằng tỷ, nhưng mà đệ đâu còn cách nào khác nếu muốn cả hai ta cùng toàn mạng. Hầu sau này còn lo việc báo thù cho Lưu gia, mong tỷ đừng trách đệ. Bóng đen nọ thở ra nhẹ nhẹ, nói. Quả nhiên, người đã làm ta sợ lây, vì ở quanh đây, như ta vừa đi một vòng thám thính, làm gì có đệ tử cái bang nào xuất hiện. Bóng đen nọ vừa dứt lời, thì ở cách đó không xa, chợt có âm thanh vang lên. Lưu tiểu thư nhận định sai rồi, người của bổn bang vẫn luôn quanh quẩn ở bên nhị vị, và đó là lý do khiến cho bổn bang vừa mất đi hai sinh mạng một cách oan uổng. Lưu Ngọc Bội chính là bóng đen vừa cùng với Hà Thái Hoài bỏ chạy, chợt lao về phía có tiếng phát thoại mới vang ra. Lại là bọn ngươi sao? Sao bọn ngươi cứ mãi bám theo ta? Đỡ! Nơi Lưu Ngọc Bội đang lao đến để phát kình, liền xuất hiện ba bốn nhân vật. Một trong số đó liền khoa tay, hóa giải chưởng kình của Lưu Ngọc Bội, vừa cắt giọng trầm ổn kêu lên. Lưu tiểu thư xin hãy mau bình tâm. Bốn bang đối với lệnh tôn chỉ có ân chứ không có oán, và bọn ta bám theo tiểu thư là để bảo vệ tiểu thư. Bị hóa giải một chiều quá dễ dàng, Lưu Ngọc Bội há hốc mồm nhìn nhân vật vừa ra tay hóa giải, nói. Cầm đá diệt hồi thức sao? Sao tôn giá am hiểu công phu này vốn là sở học của gia cũ, đã quá vãng là Đàm Thiết Khoa? Một tia lửa chợt nhoáng lên từ một ngọn hỏa tập, đủ để xua tan bóng đêm, và khi tia lửa phục tắt, thì thời gian tia lửa tồn tại cũng quá đủ cho song phương nhìn rõ mặt của nhau. Kể cả gã Hà Thái Hoài cũng kịp nhìn thấy gương mặt đầy vết sẹo dọc của một nhân vật vừa ra tay hóa giải chiêu thức của Lưu Ngọc Bội. Đó là lúc nhân vật nọ lên tiếng đáp lời của Lưu Ngọc Bội. Ta là Đàm Thất Khoa đây, bất đắc dĩ ta mới chịu để lộ tính danh như thế này. Hóa ra Bội Nhi vẫn còn nhớ công phu cầm nã diệt hồi thức của ta, vốn là kẻ đã cố tình ẩn mặt suốt 12 năm qua sao? Lưu Ngọc Bội chợt rung mình bước lùi lại, nói. Cũ cũ vẫn còn sống sao? Sao bấy lâu nay Bội Nhi không hề nghe song thân nhắc đến cũ cũ? Và vì sao cũ cũ phải ẩn mặt suốt 12 năm dài? Có phải là vì diện mạo của cửu cũ? Nhân vật quái diện nọ bật hừ lạnh, nói. Cứ hiểu ta phải ẩn mặt vì diện mạo kỳ quái này, như là Bội Nhi vừa nói cũng không hẳn là sai. Còn việc tại sao song thân của Bội Nhi không nhắc đến ta, để sau này ta sẽ giải thích. Vì trước tiên ta muốn Bội Nhi sẽ có hành động như thế nào để truy tìm kẻ chủ mưu đã gây nên thảm sát của Lưu gia. Như nhận rõ âm thanh nọ chính là âm thanh của vị cũ cũ độ nào sau 12 năm xa cách, tánh mềm yếu của Lưu Ngọc Bội vốn là nữ nhân liền trỗi dậy. Nàng ngã ập vào người của Đàm Thất Khoa, nói. Cũ cũ hãy giúp cho Bội Nhi báo thù cho song thân và cho ấu đệ đã phải chết lúc còn quá bé bỏng. Thù gia chính là giang hồ thất phái, nhị gia và nhất. Đàm Thất Khoa xô bật nàng ra, nói. Không được hồ đồ, bàn chủ cái bàn đã vì nể ta nên đang tung toàn bộ nhân mã hầu để giúp tìm Bội Nhi và thay Bội Nhi chi tìm kẻ thù đích thực. Tương tự, nhị gia phái Tư Mã và Gia Cát đối với song thân của Bội Nhi, cho dù không có ân thì cũng không có bất kỳ hiềm khích nào dù nhỏ. Do vậy, Bội Nhi không được gộp nhất đại bang và nhị gia vào hàng kẻ thù. Riêng thất đại phái. Giọng của Đàm Thất Khoa chợt trùng lại, nói. Đối với tam gia phái đệ nhất võ lâm, ta biết thất đại phái tuy ngoài mặt ngưỡng mộ, nhưng lòng của họ vẫn ngấm ngầm bất phục. Tùy thế, nếu chưa có bằng cớ xác đáng
mà quy kết họ là kẻ thù, ta e chưa ổn. Lưu Ngọc Bội chợt đùng đùng nổi giận, nói: Chính lời của cửu cửu mới làm cho Bội Nhi đây không phục, vì đâu phải đích thân cửu cửu nhìn thấy song thân của Bội Nhi bị những người đang được cửu cửu binh vực ra tay sát hại, mà là Bội Nhi đã nhìn thấy chính mắt của Bội Nhi đã mục kích tường tận. Do đó, bất luận cửu cửu nói thế nào đi nữa, đối với Bội Nhi, toàn thể võ lâm đều là kẻ thù, và chưa hẳn cái bang là không dự phần vào mưu toan hãm hại Lưu gia như cửu cửu vừa nói. Đàm Thất Khoa bối rối nói: Có nghĩa Bội Nhi không tin ta, cũng không tin ta vào lúc này còn toàn mạng là do cái bang cu mang chu toàn. Kể cả việc cái bang đang dốc sức giúp Bội Nhi truy tìm kẻ chủ mưu, Bội Nhi cũng không tin. Lưu Ngọc Bội bước lùi từng bước, nói: Cửu cửu muốn nói gì thì nói, Bội Nhi chỉ có thể tin cửu cửu, chứ không thể tin bất kỳ ai, kể cả cái bang cũng vậy. Và đến lúc này, như Hà Thái Hoài đang chú mục nhìn, gã thấy sau cái gật đầu làm hiệu của Đàm Thất Khoa, liền có một nhân vật đứng ở phía sau dịch chân bước ra trước. Tiếp đó, nhân vật này sau một lượt khom người, liền bước lùi lại để bật một ngọn hỏa tập cho cháy lên. Soạt. Hà Thái Hoài liền sau đó mới hiểu hành vi của nhân vật nọ là có ý gì. Ở mặt đất, nơi có khoảng trống giữa Đàm Thất Khoa và Lưu Ngọc Bội, hiện đang có hai thi thể nằm bất động, chứng tỏ cử động của nhân vật nọ vừa rồi là để tiến ra đặt lại hai thi thể, sau đó mới bước lùi và bật hỏa tập lên.